quý vị, đối với nhóm bị can bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm tỷ đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong đó, bị can bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất là ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế với hơn 250 lần nhận và tổng số tiền gần 43 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, với vai trò là thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, bị can Phạm Trung Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình ông Đỗ Xuân Tuyên duyệt và ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan tổ chức cá nhân. Bị can này đã tiếp xúc, yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay và các cá nhân có liên quan với chi phí từ 50 đến 200 triệu đồng một chuyến bay hoặc phải chi từ 500.000 đến 2 triệu đồng một khách đối với chuyến bay combo và từ 7 đến 15 triệu đồng một khách đối với khách lẻ. Ngoài ra, Phạm Trung Kiên còn cùng bị can Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng tham mưu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, yêu cầu gợi ý, chỉ dẫn để doanh nghiệp liên hệ, chi tiền để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay, trả lời kịp thời văn bản. Cơ quan an ninh điều tra cáo buộc bị can Phạm Trung Kiên đã hơn 250 lần nhận tiền của 19 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng và 27.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 625 triệu đồng. Cụ thể như sau. Theo kết luận điều tra, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021, bị can Phạm Trung Kiên yêu cầu các công ty, doanh nghiệp chi tiền cho hàng chục chuyến bay giải cứu để được chấp nhận. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, bị can này đã nhận 114 lần với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng từ ông Vũ Hồng Quang, cán bộ Cục Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải để chấp thuận cho các khách lẻ về nước với giá từ 7 đến 15 triệu đồng một người. Từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2021, bị can Kiên cũng nhận 62 lần với tổng số tiền 7,3 tỷ đồng để giúp các khách lẻ về nước. Tuy nhiên, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho hay sẽ tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý trong giai đoạn sau của vụ án. Đối với các bị can còn lại trong nhóm bị cáo buộc tội nhận hối lộ, cơ quan an ninh điều tra xác định, Ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 21 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng. Ông Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, nhận hơn 12 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng thường trực chính phủ, nhận hơn 4 tỷ đồng. Ông Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng tham mưu, cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận hơn 27 tỷ đồng. Ông Trần Văn Dự, cựu phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh, nhận hơn 7 tỷ đồng. Ông Vũ Sĩ Cường, cựu cán bộ phòng tham mưu, cục quản lý xuất nhập cảnh, nhận hơn 9 tỷ đồng. Ông Chữ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận hơn 2 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận 5 tỷ đồng. Cùng một số bị can khác, trong đó bị can bị cáo buộc nhận hối lộ ít nhất là 437 triệu đồng. Thưa quý vị, theo kết luận điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, được đảng, nhà nước và dư luận đặc biệt quan tâm, xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh mà bất chấp các quy định pháp luật vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân. Có 5 nhóm tội danh bị cơ quan điều tra cáo buộc gồm các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án này tại địa chỉ thanh niên.vn và trên kênh YouTube báo thanh niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.